Trương Quang cũng ở trong đó luôn. Ủa, thầy Quang ở chung ở trong đó luôn. Trương Quang là hồi đó bỏ hòa thượng Thanh Từ mới chạy lên đó theo ông Thông Lạc. Theo ông Thông Lạc mới đặt là Trương Quang, chứ hồi đó ảnh ở dưới này ảnh tên là Thông Nguyễn. Ngày về mới trẻ đá đó, mới trẻ đá đó anh là cái chùa đó đưa mình lên cho chưa cao lên thực sự. Trẻ đá chưa xong mà đã trên cái biển đồ để là coi như chùa Phật Quang nó có sẵn rồi. Khóa đầu đó. Là coi như là thầy Quang luôn. Cũng là khóa đầu luôn. À. Khóa đầu rồi vậy là sư vô sao? Dạ. Sư cũng vô cùng một thời đó luôn. Đó dạ. Từ lúc mà thầy Quang mà sáng lập ra chùa Thích Trân Quang đó, Thiền Tôn Thọ Quang nhé, là sư có khi nào mà đi qua bên đó không? Không ha. Về đây thì coi như anh kêu gọi về đó anh em tu sĩ thì về đó đỡ đó tu. Dạ. Tu cứ đêm như vậy sáng rồi coi như được mấy trăm nhiều vị ở đây cũng chạy lên đó ngồi thiền. Dạ. Nhưng mà thực tế ra sư không có đến. Ở tu mấy trăm là sao chứ? Cái tiền cũng như ảnh mướn tu trong đêm đó là ông Quang mấy trăm vậy đó. Ông Quang cũng kêu mấy ông sư khác tới rồi trả tiền vậy đó ha. Tưởng mà đi tới là mỗi một vị là một cái cassette để nghe kinh giảng của ảnh. Yeah. Là mua hay sao? Anh cho, anh tặng. Cái này là lôi kéo Phật tử ha sư ha. Dạ. À, xin chào cô chú chị và các bạn. Hiện tại thì mấy anh em đang ở trên núi Vinh và hôm nay á có cái cơ duyên cho nên là mấy anh em gặp được một cái vị sư lớn tuổi, 70 mấy tuổi, cũng là cái người sư huynh của thầy Quang, cũng là người học chung một khóa tu với lại thầy Quang luôn cô chú anh chị. Thì bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng nghe cuộc trò chuyện của thầy với mấy anh em nói về thầy Quang như thế nào. Sao? Dạ. Mình không có Phật tử, mình không có gì hết. Không có Phật tử luôn hả? Không. Ở đây chỉ xin đất ở thôi. Dạ. Dạ. Mình đây là xin đất ở nhờ. Xin đất rồi mình kiếm tôn rồi giờ này. Dạ. Thầy cũng thấy thầy mũi cắn, thầy gãi suốt luôn. Mình có nhan mũi rồi nọ không thầy? Không, không. Ngồi chết. Dạ, dạ. Thấy đây như hai phòng đó thầy. Bên đây cửa nó kìa. Không, cái đó của người ta. Của người ta. Ở này của người dân của mình sinh ở thôi. Cái đây là hồ miếng đất thôi. Bây giờ tôi chiên sơ ở. Nước suối nó tràn vô trong nhà. Nó kệ nó thôi nào. Nước suối tràn vô nhà thầy luôn. Đâu có tiền làm cho nó cao lên đâu. Dạ thầy con hỏi đâu không thầy. Thầy tu theo bên hệ phái nào thầy? Xưa thì nói chung giờ sẽ tu bên Nguyên Thủy. Nguyên Thủy á. Dạ. Nguyên Thủy là sao? Mình cũng phải để đưa lên sư dạ, không, con không quay về. Dạ. Tức là bên phải Lâm Tông bên Nguyên Thủy là thờ Đức Phật sao là tôi tu vậy. Dạ. Dạ. Về đây ở được 2 năm rồi. 2 năm hả? Nhưng mà ở đây không ai cũng được đâu. Dạ. Cái danh to nó một phát. Ok. Rồi mời dọc không đây? Dọc sư. Dọc chứ. Hôm nay có mấy cái sư thăm thầy hay sao? Ờ lâu lâu có ông Phản luôn. Dạ. Dạ. Ở đây nên cóc nhiều lắm. Cóc trên leo trên đường núi này hả? Các vị tu cứ che bạc ở. Che bạc ở rồi sư. Thì trời mưa ra sư. Cũng có che, cũng mưa cũng gì đó. Đổ sư rồi đi. Ta chắc là sư mình ở đây mình sống như vậy là mình có ví dụ mà nhang mũi hay là có đầy đủ không thấy không, sư không. Gãi rất là nhiều. Đây đâu có gì đâu. Không có gì hết ha. Anh em rất thiếu thốn, không có gì. Dạ. Yeah. Ừ. Dạ con chào thầy. Chào thầy. Hôm nay tầm thầy này con chó đấy. Dạ. Hôm nay anh em con đi khám phá thì vô tình con lên. Dạ. Gặp cái hoàn cảnh của thầy sống ở đây. Sống con... Dạ. 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 Ngồi đi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Thầy ngồi đi thầy. Dạ rồi được rồi. Dạ coi nước này nó tràn dữ vậy hả nhân? Tràn quá. Nước này nó tràn dữ. Mồ đâu lúc nó bị nhiều quá tôi trốn tôi đi chỗ khác tôi ngủ tôi mới về mưa lớn là nó thầy cái chỗ cái đường khe này luôn á thầy nó ngập nhà ngập vô nhà luôn hả thầy ở phía sau trên núi nó xuống dồn nhiều quá rồi cái mưa này nó nhỏ quá trời không kịp chàng không rồi thầy đi chỗ khác ngủ hả cái chàng mưa lớn nó sợ đá nó nở sạt chúng chết dạ né đi nay vô tới trong này quay luôn hả? Dạ. Dạ con đi leo tí nữa con leo lên trên núi nữa kìa. Vậy đó hả? Dạ. Dưới vậy đó hả? Đi dưới chú này. Hả?
đi với ấy hả? Buồn qua vô sống đỡ con bạn vô tu mà bị thoát cái cuộc sống vô hai chân liệt. Ừ. Mới ông làm bệnh viện hết tiền mới đầu với anh em đưa ông lại lên núi rồi. Dạ. Dạ ở Vinh Giảnh hả thầy? Dạ, ông nguyện chết trong nó mà. Ờ. Ở ở đâu thầy? Đây là bây giờ dắt đồ lên cho ổng là tối khi năm lên thôi. Dạ, 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 dạ. Ờ, bây giờ trứng giác đường tâm. Bây giờ là Gương đem đồ lên cho thầy đó đó hả? Dạ. Chúc cho tụi anh đi theo được không? Muốn đi bây giờ. Bây giờ đi, mình đi bộ hay đi xe? Đi bộ. À, đây đây nói sao? Đi lên núi mà bị dắt cái đường dạ. Này á hả? Ồ, xa đó. Thầy dạ. Cho con gửi xe đây ha thầy. Dắt vô để đây. Dạ. Dạ con đậu đó được không thầy? Cũng ném ném con cũng không sao. Dạ dạ. Phá cổ là bỏ. Rồi đây là không có Phật tử cung dưỡng giết gì đó. Dạ. Ở trong đây nhiều khi Phật tử người ta cũng biết vô đây luôn. Đâu bệnh đâu không có tiền mua thuốc luôn chứ đừng. Dạ. Sao mà thầy không kiếm cái chỗ nào mà tu cho nó khỏe hơn mà mình chọn những cái nơi sao vắng vẻ dữ thầy? Tiền không có. Dạ. Nên ta tu tịnh mà. Dạ. Tiền nó tịnh mà lấy đâu mà có tiền thôi. Dạ. Không có tiền, không có Phật tử đâu ta tiền đâu mà. Dạ. Vậy mấy thầy tu trong núi này khổ quá ha. Là chỉ nhờ những người dân xung quanh đây người ta biết là người ta trợ cấp thêm ha. Ở đây ai không khổ sao? Dạ. Ở đây là đôi lúc người ta chạy mấy ông sư còn xin gạo nữa, mình gạo đâu bắt ông sư có. Dạ. Chưa nào. Cái đây nữa con. Dân còn xin ngược gạo lại sư nữa. Dạ. Đâu có chuyện đơn giản đâu. Chưa nào bị gai còn sống. Tâm tóc dài. Ủa. Bây giờ liệt rồi. Hổm đi ngon lành lắm mà. Liệt hai chân rồi. Ôi trời ơi. Tôi chở đi bệnh viện Vũng Tàu xuống không có tiền mới đưa vô cái hội từ thiện. Tâm tóc dài tội về đây mới đưa vô thành phố. Dạ. Bây giờ là không có đưa, không có tiền điều trị là bây giờ lên trên núi luôn. Ờ vừa về trong núi trở lại. Dạ. Nay lên Vinh Giảnh là vẫn nó tầm khoảng bao lâu là bao tới? Bao nhiêu tâm? Hả? Có bao nhiêu? Bao nhiêu cây chưa lên tâm tóc dài á? Chưa tới cây là mình theo cái đường mòn lên hoài luôn ha. Dạ. Mà sao đi đường đi gần đó? Đường gần đó hả? Đường rừng không à chứ không phải đường ấy đâu. À, vậy là cốc nó nằm giữa rừng luôn. Rừng nó vô vào đây là rừng núi trên này không à. Dạ. Cốc anh em ở trên đó nhiều lúc coi như là ta mấy tháng mới đi xuống kiếm gạo lên sống. Trời đất ơi, rồi giờ cuộc sống ở trên Vinh Giảnh thì sao thầy? Thì tự sống thôi chứ sao? Là à, cái trong rừng có gì là mình sử dụng đó. Nó thực sự cho Phật tử họ chạy đi cái gì? Họ chạy đi kiếm những cái chùa. Dạ. Cụ kỳ rồi họ cúng thôi. Dạ. Chứ thật sự mấy sư ở đây không ai cúng đâu. Dạ không biết á thầy ơi. Chứ biết rồi. Có biết nhưng mà Phật tử nói mấy ông này tu thiếu phước. Đang sướng thật á. Nhưng họ không biết cái cách của những cái vị sư tu. Dạ. Chứ mấy cái chuồng theo cơ rộng đấy họ biết đâu. Con nghe trên mạng nói á, là tu á, ví dụ Phật tử nào mà cúng chùa nào mà lớn á, mới có phước. Còn như cúng như mấy cái cốc chỗ nhỏ là không có phước. Không có phước đó. Nó sướng thật thôi. Thầm bây giờ từ chỗ đó các sư tu nó là có sư tử sống. Không quan trọng tới Phật tử. Dạ. Yeah. Nói thật sự là trước khi mình muốn đi phát tâm để cúng dường, mình phải có chánh kiến. Dạ. Yeah. Nếu có chánh kiến đi thì coi như là nó không có được cái sự hiểu biết. Dạ. À, mình phải có cái sự mà coi như biết cái chỗ nào ta tu, chỗ nào ta không tu. Chỉ biết ở ngoài đó người ta như vậy, người ta chỉ là danh lợi thôi. Chứ người ta không phải người ta tu. Dạ. Đem tới cái lợi sức cho người ta chứ ngoài ra ta không có biết có cái gì mà lợi dưỡng cho cái đường rồi tâm giác đó rồi này. Dạ. Sao lên đi một thì con thấy đa số là cũng như là mình ẩn tu như gọi là ẩn tu trên này là ẩn tu đúng không thầy? Dạ. Cho nên là Phật tử người ta cũng không biết bà con mình cũng không biết nhiều. Nói lên đây nữa Phật tử nó thẳng là đi cúng trụ trì cúng họ thì đừng tỏ mấy co phước. Dạ. Còn mấy ông sư tu thế này phước đâu có mà mấy cô vô mấy cô cúng. Ừ. Yeah. Tôi, nó cực lắm, tình mình không thể nói được. Tại vì cái duyên của mỗi người Phật tử. Dạ. Yeah. Bây giờ cứ coi đây, mấy chùa to cơ động bị này bị kia không? Dạ. Yeah. Còn những cái vị sư tu cách công tình không bao giờ đúng câu chuyện. Cái này là núi Vinh luôn á. Núi Vinh. Dạ. Yeah. Ủa sao mà nó chạy dài qua tới bên Phật Quang luôn ta? Ở đó đây. Núi nói chung một cái núi mà. Lại đường này đi lên Phật Quang được luôn hả? Được mà đi đường rừng. À, đi ngõ Tây qua. Phương, ngõ Tây Phương bước qua tới rồi. Là chùa Tây Phương đó thầy. Dạ dạ. Ở đây các vị nên nhớ là họ ẩn tu dự rất nhiều ở trên cái khu vực này. Yeah. Thành Phật tử về thì cũng dự rất khó. Sư bây giờ sư bị thoái hóa cuộc sống đâu nè.
đôi lúc cũng không chắc là bạc uống thuốc. Sư cho con hỏi sư được nhiêu tuổi rồi? 65 tuổi. 65 còn 65 sư tuổi. Này sư con hỏi bảy mấy rồi? 70 mấy rồi? 74 rồi. Ừ. Sư 74 tuổi mà như giờ sư còn trẻ quá. Hai sư là không sư còn cứng luôn á. Quê quán ở đâu? Sư là quê Bình Định. Bình Định. Dạ. Sư Bình Dương. Dạ. Cũng là Bình luôn ha. Ở Bình Dương. Sư quê ở Bình Định là mình vô đây mình tu học ở trong đây là được bao nhiêu lâu rồi chứ? Nếu mà sư tấn ra từ về trong cái xứ miền Nam này là gần trên 40 năm. Trên chứ, khoảng 45 năm. Rồi lúc đó sư công bỏ xong sư mới chia tay sư tiếp tục sư đi tu. Ủa mà sao lúc trước sư không qua bên cái núi dãy bên kia cho nó dễ đi? Dễ bên nào? Dễ phía bên Thập Quang con thấy bên đất cóc rồi đường xá rồi cũng dễ đi thôi. Đều bị nhân duyên. Ngày xưa ở bên đó nó không có nước. À nó không có nước. Nó ở bên này nó có nước. Ở đây là suối rồi nhiều hơn hay sao? Suối rồi nhiều. Ở bên đó nó chỉ có cái con suối Tiên đó thôi. Chứ ngoài ra ở trên khu vực đó ngày xưa không có nước đâu. Biết rồi. Nó nhiều hơn một lần. Dạ. Con thấy cái chùa Phật Quang ống nước rồi ông lấy trà quá luôn. Xài ống nước bự bự không à? Lấy nước ở trên xuống. Dạ. Chung là cái cuộc đời của sư tu là ngày xưa là sư ở trên chỗ hang tổ đó đó. À, hang tổ ở gần núi Vinh là ở gần chùa Phật Quang thôi. Chỗ Bà Châu á. Đúng rồi, hôm bữa có hang tổ con có lên. Đúng rồi, dạ. Rồi cái sư mới sống không được chứ Bà Châu sư mới bỏ sư đi. Dạ. Là đi mà lang thang hết thì sư qua mà bên đây. Y áo này. Có đi xiên lại đồ cũ để mặc. Dạ. Không có tiền để mà. Trời nói nghe thấy thương quá trời. Trong cuộc sống cô ấy sư cực lắm. Dạ. Mình bây giờ đi ra ngang ra ngoài kia gặp Phật tử mấy sư cũng né không à. Dạ, mình cũng không dám tiếp cận hả sư hả? Không, bây giờ dạ. Họ chê mình là thuộc dạng tu, không có gì mất rồi khổ. Tu cũng dạ. Tu thì cũng có nhiều cách tu khác nhau không chứ? Thực sự là nhất quyết là quyết sự tu là để buông bỏ, tu là để chùa cao cửa rộng. Dạ. Còn các vị cứ chạy theo chùa cao cửa rộng họ cũng dường thì mình cái chuyện mình nên né. Thực sự cái đó nhưng mà còn họ đâu biết mấy ông sư tu như thế nào. Dạ. Con thấy nhiều dạng một cái gọi vị chẳng chùa lớn á ở mấy lạnh còn như là con thấy hai thầy đây là con thấy nãy giờ mũi cắn gãy nãy giờ luôn mà không có một cái gọi là nén nhang đốt mũi luôn nữa gãy đó gãy thầy gãy thầy đập xuống giường dạ tu xong thì tu xong thì hết cuộc đời này cũng cái xác thịt này cũng trả gì cho đấy là gãy đi anh sư ha. Cho nên là cúng dường chùa chiền lớn á, thì có phước cho nên là cúng hai vị thầy ẩn tu mấy trong này là lụp sụp gì là mũi cắn gì là không có phước. Quý sư nhân sư vị này quý sư là nó cách đây khoảng chừng mấy chục năm trước á, đi khắp Phật mà đi coi như là chuyên việc á. Dạ. Dạ. Đi bộ hành giống như sư tuệ. Tí nữa em con đi sao? Đi bộ hành á. Giống y như sư tuệ, hồi đó thì đâu có ai coi đâu biết đâu. Sao mà già thôi đi sao nổ thôi về dạ, dạ. Núi. Là sư nào đi ông hát? Với sư này. Hay là đi từ Nam ra Bắc luôn? Đó. Mình thương. Sư đi thời đó chưa có điện thoại này luôn. Không dạ. Phải đi như sư tuệ. Đi trước thời gian đó trước mình tuệ sư đi thất thực. Cũng từ ở trong Trung Như đi ra. Dạ. Mấy sư cũng từ trong đó đi ra rồi mấy sư đi Nam Bắc. Mấy sư đi cũng nhiều năm lắm chứ hả? Là chân như là hình như Tây Ninh đúng không? Đúng là chỗ mà lúc trước thầy Minh Tuệ có từng tu đó. Đúng đúng. Yeah. Nhưng mà nó là sao? Sống mới sau này. Yeah. Còn sư hồi đó là cái khóa đầu tiên cái sách vở của ông Thông Lạc là sư đem sư rải từ ở Tây Ninh mà ra tới Hà Nội luôn á. Dạ. Bốn vị. Là hai sư đã đi khoảng trong khoảng bao nhiêu năm đi trước sư với sư đi hình như sư đi cũng 5-6 năm gì đó à, 5-6 năm luôn giờ cái sư đi đó rồi coi như ở bên về đây mới bên Mỹ mới gọi sư qua bển để nhập đoàn du tăng của thế giới luôn sư qua bển hàng năm sư đi qua bển mà. Yeah. Chỉ có năm nay chưa đau thì không có đi thôi chứ ở nhà đó chứ. Chứ Minh Tuệ là sao sư xa? Yeah, giống như là khóa mấy khóa sau nữa ha. Trời đúng ơi, đó là gì đó. Mấy sư là khóa đầu hồi đó. Trương Quang cũng ở trong đó luôn.
Ủa, thầy quan là trung ở trong đó luôn. Trung quan là hồi đó bỏ hòa thượng Thanh Từ mới chạy lên đó theo ông Thông Lạc. Theo ông Thông Lạc mới đặt là Trương Quang, chứ hồi đó ảnh ở dưới này ảnh tên là Thông Nguyễn. Rồi chưa biết hết á, nhưng mà tại vì cái chuyện của người ta làm tôi kể. Cái duyên ai nấy. Nhưng mà con thấy thầy Quang giàu quá, con thấy mấy thầy sao khổ vậy. Mấy cũng đồng môn lại. Mấy sư tu là tu theo về trong thúc, trong cái pháp của Phật. Dạ. Tại vì trong 37 phẩm trợ đạo là mấy sư đã nắm vững hết. Đó, hiện thời bây giờ coi như là Minh Tuệ cũng đi theo 37 phẩm trợ đạo. Đó. Tại bây giờ đi tốt, tại vì giờ Minh Tuệ giờ nó còn cái sức khỏe. Dạ. Còn mấy sư giờ yếu lắm rồi, già yếu rồi. Nếu vậy tính ra là thầy Quang là sư đệ của sư. Tính ra là sư thúc. Trương Quang đâu có qua được sư đâu. Ông có nói về cái đạo hạnh tu á thì sư là sư thúc hay là sư đệ sư huynh? Không, cái đó sư không nói được cái đó. Dạ. Vì tùy theo cái vấn đề đó. Dạ. Biết tu vậy thôi chứ còn sư cũng không có nói rằng coi như ai cao ai thấp. Dạ. Không học chung. Con nhìn lại nhìn sư ở đây nhìn khuôn mặt giống như thầy Quang nha. Con thầy các nhìn nãy giờ con để ý nha. Y chang như thế. Phải huynh đệ ruột luôn chứ. Vị này đâu cũng biết suốt năm lại. Dạ. Học ra đi rồi. Mà sư bảy mấy tuổi rồi giờ sư thấy sư còn cứng. Con nghe nói là lúc trước là thầy Quang là tu học ở bên núi Vinh á, mà trước khi mà sáng thành lập cái chùa Thập Phật Quang á là tu trong một cái hang đá. Nói chung là cái lịch sử mà nói ra con người tu cái ngày về mới trẻ đá đó, mới trẻ đá đó anh là cái chùa đó đưa mình lên cho chưa cao đó, thật sự trẻ đá chưa xong mà đã trên cái biển đồ để là coi như chùa Phật Quang nó có sẵn rồi. À nó dễ đâu hồi đời này là cái chùa đó có sẵn hả sư? Không có bản đồ, ý là cứ mới chưa thay gì trơn mà có bản đồ vẫn vẽ sẵn hết luôn rồi. À. Lúc trước là cái chỗ đó là nó lớn không, nó rộng lớn giống vậy không? Không lớn, nhỏ. Cũng 200 mét vuông thôi. Cái sau này về mới thành lập nó mới lớn dữ rồi chứ hồi xưa đâu có. Lớn ra từ từ hả sư ha? Lớn rồi. Tại vì con đồng nghiệp con á có đăng những cái thông tin á là nó là trong 36 công trình nó đã vi phạm hết 35 chọn con chỗ mà chánh điện mà cũng đã vi phạm trong một phần trong đó rồi đó. Chánh điện thì nó chỉ có 200 mấy mét vuông là được ha cấp phép thôi, còn bao nhiêu á là vi phạm hết. Là còn cái đường rừng để mà đi đó sư huynh. Nó chút xíu chứ mấy đâu. Tại vì cái đầu tiên á là ở trên kia kìa, cái nhà gỗ trên kia. Xong rồi đó ổng suy nghĩ làm sao đó, ổng mới băng cái đường thêm một cái chánh điện hiện tại cái chùa bây giờ đó là nó thông ra ngoài đường luôn. Là tiện ai mà dưới từ dưới lên là phải gặp dạng như là thầy con trước. Từ dưới chân núi là thấy cái chỗ đoạn đó là có chùa thầy Quang là Phật tử sẽ gặp đầu tiên. Đúng rồi. Cái view nó đẹp nữa. Rồi thầy con có chơi luyện cái gì nữa là cầm cái kiếm lệnh nữa. Người giờ mới kiếm lệnh là giao đệ tử nào. Cái kiếm lệnh Phật Quang Quyền, nếu mà giờ ai cầm cái kiếm đó là bá chủ đó. Quên. Bữa nào chạy lên kiếm cái kiếm lệnh. Rồi. Hai thầy cầm cái kiếm lệnh đó là đi luôn đó. Quá khứ sư không bao giờ chi tiền. Coi như nó qua cho nó qua luôn. Nói chung là quý sư tu như vậy á. Khổ lắm, quan trọng. Yeah. Bây giờ ai biết rồi đến đây cho. Biết không, giờ thực sự dung sư ở đây này, nay mai là họ đuối là sư chắc về mà đi coi kiếm chỗ nào sống nữa đó. Dạ, phải kiếm chỗ khác nữa hả? Ở vậy đó. Dạ. Tại vì mình giờ xin lỗi nha, bây giờ sư nói thật chứ không phải là ở đâu mình không có tiền đây suốt đời được. Dạ. Cái thân của người tu cái gốc cây còn chưa ở được 3 đêm. Dạ. Mình đừng có tưởng cái chỗ đó là cái chỗ của mình. Rồi nó sẽ nhiễm vô cái chỗ ở nương tựa chỗ đó hoài, nó không có tốt. Để đó là Đức Phật đã có dạy rồi. À, mình sống phải biết buông, phải biết xả thì nó mới được thành tựu về trên cái đường tu. Chứ mà mình sống mà không có biết buông biết xả rồi thì coi như nó bao nhiêu cũng ôm cũng đòn vô thì coi như mình giữ lại hết thì nó không có
được cái gì theo đường tu của Phật hết đó. Phật dạy mình sao thì mình cứ đi theo cái đường như vậy đi. Dạ con cảm ơn hai thầy, chúc hai thầy sức khỏe ha. Bây giờ cứ dạ. đi lên ha. Dạ dạ. Đi lên miết trên núi. Bây giờ đó nhiều bụi ở trên đó. Dạ. Con đi anh em con sẽ dạ, dạ. Hiểm nữa. Dạ không, con chúc sức khỏe hai thầy. Dạ dạ dạ. Dạ. Ông sư vô đó không bao lâu hết rồi, sư đi, sư không có ở trong đó. À, là... Chỉ còn mấy ông bạn ở đó, mấy ông tu được cái khóa đầu đó. Dạ. Là coi như là thầy quan luôn. Cũng là khóa đầu luôn. À, khóa đầu rồi vậy là sư vô sao? Dạ. Sư cũng vô cùng một thời đó luôn. Đó giờ là buổi kiếp lắm nha. Vô thời với lúc ông thầy Thông Lạc, ông mới về, ông ở Tây Ninh đó là mấy sư đi, chính sư là ôm sách vở của ông thầy Thông Lạc đi đi rải đi mà. Để ra tới Hà Nội mà. Dạ. À, từ dạo đó rồi không có gặp liên lạc gì nữa ha. Chứ không, sư về sư ở trong đó hình như được coi như có một tháng thôi. Dạ. Rồi sư đi Miến Điện, còn dạ. Lại đó ba sư. Dạ. Ba sư học, tới sau này ở trong đó 3-4 năm, sư đi một tháng thôi. Dạ. Và từ lúc mà thầy Quang mà sáng lập ra chùa Thích Trân Quang đó, Thiền Tôn Thọ Quang nhé, là sư có khi nào mà đi qua bên đó không? Không. Không, về đây thì coi như anh kêu gọi về đó anh em tu sĩ thì về đó đỡ đó tu. Yeah. Tu cứ đêm như vậy sáng rồi coi như được mấy trăm, nhiều vị ở đây cũng chạy lên đó ngồi thiền. Yeah. Nhưng mà thực tế ra sư không có đến. Ở tu mấy trăm là sao chứ? Cái tiền cũng như ảnh mướn tu trong đêm đó là ông Quang ông Quang cũng kêu mấy ông sư khác tới rồi trả tiền vậy đó ha. Là cho đông hay sao thầy? Đúng rồi. À. Anh kêu gọi về ở đó tu. Là một cái, thứ hai nữa là Phật tử mà đi tới là mỗi một vị là một cái cassette để à. Nghe kinh giảng của ảnh. Yeah. Là mua hay sao? Anh cho, anh tặng. À, cái này là lôi kéo Phật tử ha, sư ha. Dạ. À, bên đó là bên đó là thầy Quang là kinh Phật là coi như là cái trong cái cassette là giống bên Phật mình hay là anh giảng cái gì là anh cho Phật tử cái đó. À đúng là thầy Quang giảng theo cách của thầy Quang là cho Phật tử nghe. Thì đó thầy Quang giảng đó nói là như là ai có nhà giống như là nhà gần chùa. À, gần chùa à. Đưa cho chùa đi rồi sẽ có phước, ra đồng cầu rồi này nọ là có phước. Cái bà kia bảo không biết cúng sao rồi vào cái đồng gầm cầu luôn. Nghe nói bữa nay ông Tài Hải ghê lắm. Tài Hải thì coi như cũng banh rồi, banh sát rồi. Dạ. Coi như một thang thuốc mà mấy chục triệu, nếu sao. Biết cái cường. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ anh em đi nha. À, con cảm ơn hai sư. Dạ. Duyên gặp lại thì... Dạ. 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 Dạ.